Xin chào quý vị, một tuần mới lại đến và chúng ta lại được gặp nhau trong bản tin bóng đá Việt để hâm nóng bầu không khí của ngày đầu tuần. Ngày hôm qua, vòng đấu áp chót của V-League 2022 đã diễn ra và chưa cần đến vòng đấu chót, chúng ta đã xác định được nhà vô địch, đó chính là câu lạc bộ Hà Nội FC. Bên cạnh đó, niềm vui cũng đã đến với câu lạc bộ Nam Định khi họ chính thức được ở lại V-League 2023. Chỉ cần hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là sẽ chính thức lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, Hà Nội đã làm tốt hơn rất nhiều khi được thi đấu trên sân nhà ở vòng 25 V-League. Vào phút 27, ngoại binh người Brazil Lucao đánh đầu cận thành ở tỷ số trận đấu cho Hà Nội. Sang hiệp 2, đội chủ sân hàng đẩy chơi ru ngủ đối phương nhưng vẫn có thêm một bàn thắng nữa. Đó là pha ghi bàn của hậu vệ Trần Văn Kiên ở phút 65. Giành thắng lợi 2-0, đội bóng thủ đô lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu. Đây là lần đăng quang thứ 6 của đội ở đấu trường quốc nội và vượt qua thể công với 5 chức vô địch để trở thành câu lạc bộ giàu thành tích nhất lịch sử V-League. Ở chiều ngược lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải đối đầu Thanh Hóa cho mục tiêu trụ hạng của mình vào lượt trận cuối. Ở vòng đấu này, một đội bóng khác trong nhóm cầm đèn đỏ là Nam Định đã chính thức trụ hạng thành công. Trong trận chung kết ngược quan trọng trước Sài Gòn, đội bóng Thành Nam với sự cổ vũ của khán giả nhà đã thắng giòn giã đối thủ nhờ màn tỏa sáng của ngoại binh người Brazil Rodrigo da Silva Dias. Một mình Rodrigo đã ghi 3 bàn ở các phút 24, 43 và 44 để đem về thắng lợi 3-0 cho Nam Định. Đây cũng là hat-trick đầu tiên của V-League 2022. Thắng trận này, Nam Định có 23 điểm hơn Sài Gòn 4 điểm khi mà giải chỉ còn một vòng đấu nữa là kết thúc. Ở chiều ngược lại, trận thua này khiến Sài Gòn đến gần hơn với giải hạng nhất. Đội bóng của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương buộc phải thắng Bình Dương ở lượt trận cuối và hy vọng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận thất bại trước Thanh Hóa mới có thể ở lại V-League. Tại bóng đá phong trào ngày hôm qua, giải bóng đá Thiên Long các đội mạnh cũng đã khép lại sau những ngày tranh tài sôi nổi với những danh hiệu tập thể và cá nhân được xướng tên. Chiều 13 tháng 11, giải bóng đá Thiên Long các đội mạnh lần thứ 7 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về đội Bò Tơ 89. Trong lượt trận cuối, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Nhân đã xuất sắc cầm hòa GM Holding với tỷ số 1 đều. Cựu tuyển thủ Nguyễn Thành Long Giang đã đưa đội bóng của huấn luyện viên Lộc Ma vươn lên dẫn trước từ rất sớm với bàn thắng trên chấm 11m. Thế nhưng, ở những phút cuối của hiệp 1, đại diện đến từ Bình Dương đã quân bình tỷ số bằng siêu phẩm không thể cản phá của Thái Sơn. Sau hiệp 2, GM Holding và Bò Tơ 89 đã cống hiến cho khán giả màn đôi công vô cùng hấp dẫn, nhưng rất tiếc là không có bàn thắng nào được ghi. Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Nhân lên ngôi vô địch với thành tích 7 điểm. GM Holding ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ 3 với 3 điểm, kém đội xếp trên là Hữu Định FC 1 điểm. Ở những giải thưởng cá nhân, tiền vệ Ngô Văn Tuấn của Bò Tơ 89 đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Vụ phá lưới thuộc về hai cầu thủ Nguyễn Thành Long Giang và Thái Sơn. Trong khi đó, thủ môn xuất sắc nhất được trao cho thủ thành Trọng Nguyễn của GM Holding. Tổng giải thưởng mà các đội bóng nhận được ở giải đấu lần này lên đến gần 100 triệu đồng. Sau hơn một tháng tranh tài, giải bóng đá Thanh Hóa miền Nam 2022 tranh cúp định hướng đã khép lại với rất nhiều hình ảnh đẹp. Những cung bậc cảm xúc khó có thể tìm thấy ở những giải đồng hương. Ở nội dung bóng đá nam, Nga Sơn FC đã không thể bảo vệ thành công ngôi vương sau thất bại 0-4 trước Đông Sơn. Một chiến thắng thuyết phục như một lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh tuyệt đối của đội bóng xứ Trống Đồng. Ở nội dung bóng đá nữ, các cô gái đến từ Yên Định cũng xuất sắc đăng quang bằng lối chơi tấn công rực lửa. Tôi cũng chúc mừng đội Đông Sơn. Về cương vị, tôi là một người con Nga Sơn, nhưng ở cương vị là nhà tài trợ chính thì đội Lào vô địch cũng là một cái niềm vinh dự cho giải. Và tôi tự hào đứng ở đây và được trao cái cúp, trao huy chương cho những đội xứng đáng. Xin cảm ơn. Giải đấu là phương tiện kết nối những con người xứ Thanh, qua đó tăng thêm tình đoàn kết và giao lưu hợp tác, góp phần thúc đẩy kinh tế lẫn nhau, cũng như chung tay thiện nguyện giúp đỡ những bà con khó khăn nơi quê nhà và những người con xa xứ. Giải vô địch bóng đá biểu diễn lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam với tên gọi là Sài Gòn Pana Championship ngày hôm qua cũng đã thu hút sự chú ý không rời mắt của các khán giả và những cá nhân xuất sắc cũng đã được xướng tên để gửi gắm niềm tin đi thi đấu ở đấu trường quốc tế. Xuất phát từ niềm đam mê bóng đá nghệ thuật và cụ thể là kỹ thuật sâu kim đối thủ mang đến nhiều sự phấn khích, anh Phạm Trọng Thi hay còn được biết đến với cái tên Thi Freestyle, đã ấp ủ từ năm 2015, giấc mơ tổ chức ra những giải đấu Pana chuyên nghiệp và quy mô nhằm phát triển cộng đồng này tại Việt Nam. Và giấc mơ đó đã trở thành hiện thực vào cuối tuần qua tại sân bóng Phạm Minh Giang, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, khi Sài Gòn Pana Championship 2022 được ra đời
với sự tham gia của không ít bạn trẻ, cầu thủ phong trào và cả những ngôi sao bóng đá chuyên nghiệp. Thực ra tới bây giờ là mình làm giải này là lần thứ tư rồi. Nhưng mà lần đầu tiên là một giải có quy mô và có một cái sân chơi riêng dành cho cộng đồng chơi bóng đá Bana. Trước đây mình tổ chức 3 giải trước thì nó cũng là giải theo kiểu vui vẻ giữa những người bạn với nhau thôi. Còn giải lần này thì mình đã đầu tư xây một cái sân banh riêng cho mọi người chơi. Đây là một cái giải đấu kiểu như là cho mọi người biết cái bộ môn và mình sẽ sử dụng giải đấu này để mình đi tới những trường cấp 2, cấp 3, thế hệ trẻ. Mình phổ cập cho họ và từ đó mình tìm ra những tài năng mới. Mình không dám nói là gì đó nó to lớn đâu. Chỉ là một group cộng đồng và tất cả mọi người cố gắng cùng nhau xây dựng cái cộng đồng nó phát triển, tìm những kiếm những nhân tài. Và khi mình có những tân nhân tài, mình đã có những cái mối quan hệ ở châu Âu, ở những giải thế giới, mình sẵn sàng tài trợ để tổ chức những chuyến đi ra thế giới, đấu những giải thế giới cùng với những bạn đó. Để trở thành nhà vô địch đầu tiên của Sài Gòn Pana Championship 2022, 16 vận động viên sẽ phải trải qua các trận đấu tay đôi. Trong sân đấu với mặt sàn có đường kính 5m và một khung sắt cao 1m và ngang 2m, với mục tiêu là ghi nhiều bàn thắng hơn trong thời gian 3 phút hoặc có được một tình huống Pana, hiểu đơn giản là sau kim thành công đối thủ, cũng trong khoảng thời gian này để có được chiến thắng ngay lập tức. Trước giờ thì bóng đá, cái thể chất, thể trạng của người Việt Nam là tố chất là nhanh nhẹn và kỹ thuật. Ha, người châu Á của mình thì tố chất đa số là nhanh nhẹn kỹ thuật hết. Thì với những cái bộ môn nào cần tính chất khéo léo và gọn gàng như cái bộ môn Pana này thì rất thực chất là rất hợp với con người châu Á nói chung và người Việt Nam nói riêng. Nội tâm mình thì bao giờ cũng muốn hỗ trợ cho Thi, giúp cho Thi là phát triển bộ môn này lên hết. Nhưng mà cái khó là hiện giờ là rất ít nhà đầu tư muốn khuếch trương giống như Thi. Tức là không thể một mình Thi mà có thể là đưa một bộ môn này lên được. Còn rất nhiều người cũng muốn làm bóng đá, nhất là bóng đá học đường. Nếu các trường học hoặc các trung tâm bóng đá muốn mà kỹ năng cá nhân của các bạn trẻ mà lên nhanh hoặc là phát triển tốt hơn thì nên chơi bộ môn này và đầu tư vào bộ môn này. Với tinh thần không ngại khó, ngại khổ của người tiên phong Phạm Trọng Thi, cùng thành công của Sài Gòn Pana Championship 2022, niềm tin vào việc lá quốc kỳ Việt Nam có thể tung bay ở sân chơi thế giới trong tương lai là hoàn toàn có cơ sở. Trong khi đó thì giải bóng đá phủi có quy mô lớn mà FPT Play có bản quyền đó là S5 Sài Gòn. Giải đấu sẽ có sự xuất hiện của Video Support đã khai mạc vào ngày hôm qua. Ngay sau đây mời quý vị điểm qua kết quả của ngày thi đấu đầu tiên trong phần kết của bóng đá Việt. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị có một buổi tối thứ hai thật nhiều niềm vui. Giải bóng đá vô địch Xuân Năm Sài Gòn lần thứ tư Huy Hoàng Mobile Cup 2022 khởi tranh từ ngày 13 tháng 11. Được đánh giá tổ chức chuyên nghiệp và chất lượng chuyên môn cao. Mùa giải năm nay quy tụ 8 câu lạc bộ gồm có đương kim vô địch Bảo Anh Len, Á Quân Chim Cánh Cụt, Minh Châu FC, Bamboo FC, Mimi FC, Tiến Phát Phúc Đạo Diễn FC và PTI Bình Dương. Hôm qua đã diễn ra các trận đấu đầu tiên của vòng bảng. Ở bảng A, trận đấu giữa Phú An Gia và PTI Bình Dương, dù đã gặp đôi chút gián đoạn do trời mưa to, nhưng với sự thích ứng tốt hơn với điều kiện thời tiết và sự tỏa sáng của Phùng Trọng Luân, PTI Bình Dương đã xuất sắc đánh bại Phú An Gia 3-0. Ở trận đấu còn lại của bảng A, đương kim vô địch Bảo Anh Len đã cực kỳ vất vả mới có được chiến thắng 2-1 trước Minh Châu. Ở bảng B, Á Quân Chim Cánh Cụt FC đã khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng đậm trước Mimi FC với tỷ số là 5-1 bằng sự tỏa sáng của ngôi sao Tuấn Neymar. Trận đấu còn lại của bảng B, Bamboo đã có chiến thắng kịch tính 3-2 trước Tiến Phát Phúc Đạo Diễn. Hôm nay các trận đấu lượt trận 2 vòng bảng sẽ tiếp tục khởi tranh và được phát sóng trực tiếp trên FPT Play. Niềm tự hào của sân năm Sài Gòn đã trở lại. Những hào thủ của sân chơi phong trào sẽ cùng quy tụ tại giải bóng đá vô địch sân năm Sài Gòn lần thứ tư S5 Sài Gòn S4. Hấp dẫn, chuyên môn cao, có thừa sự kịch tính với 8 đội bóng: Bảo Anh Len FC, Chim Cánh Cụt FC, Bamboo FC, Minh Châu FC, Tiến Phát Phúc Đạo Diễn, Phú An Gia FC, PTI Bình Dương, Mimi FC. Giải bóng đá vô địch sân năm Sài Gòn lần thứ tư S5 Sài Gòn S4 khởi tranh từ ngày 13 tháng 11, trực tiếp, trọn vẹn trên các nền tảng của FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.